Có rất nhiều cách để chống rung cho thiết bị âm thanh, nhưng việc lựa chọn những chiếc chân để chống rung phù hợp với thiết bị đó sẽ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Những mẫu chân chống rung do thương hiệu Hi-Fi Stay đến từ Hàn Quốc sản xuất được giới thiệu trong video này sẽ là những phụ kiện mà bạn nên đầu tư cho hệ thống âm thanh của mình, đặc biệt là những hệ thống high-end, để đạt được kết quả trình diễn hoàn hảo nhất. Dòng sản phẩm chân chống rung Hi-Fi Stay Ballerino có 3 kiểu chân chống rung, đó là Hi-Fi Stay Ballerino Single Swing, Hi-Fi Stay Ballerino Double Swing và Hi-Fi Stay Ballerino Triple Swing. Chúng đều rất cao cấp và sang trọng. Trong đó, mẫu chân chống rung Hi-Fi Stay Ballerino Triple Swing có 3 kích cỡ là 80, 88 và 130mm. Chúng được sản xuất để sử dụng cho loa lớn, bộ khuếch đại nặng và kệ audio với khả năng tải trọng tối đa cho mỗi chiếc là 100kg, 120kg và 160kg. Chân chống rung Hi-Fi Stay Ballerino Double Swing chỉ có một kích thước duy nhất, đó là 80mm với tải trọng tối đa là 80kg trên chiếc. Cả hai loại chân chống rung này đều được sản xuất để sử dụng cho loa lớn, bộ khuếch đại nặng và kệ audio. Riêng chân chống rung Hi-Fi Stay Ballerino Single Swing được sản xuất để dùng cho những thiết bị nhẹ hơn như CD Transport DAC, Music Server, Omni, Network DVC, loa bookshelf và những kệ audio nhẹ. Loại chân chống rung này có hai kích cỡ là 45mm và 60mm với tải trọng tối đa lần lượt là 20kg và 40kg mỗi chiếc. Cả ba mẫu chân đế này đều có thiết kế kỹ thuật giống nhau với nhiệm vụ kiểm soát rung chính từ những chân đế chân đinh. Phần vỏ được gia công bằng Duralumin CNC và hoàn thiện bằng sơn tĩnh điện. Chiều cao có thể điều chỉnh để phù hợp với từng thiết bị. Kết cấu gồm 3 điểm bi kép nâng cao khả năng cách ly rung động cực tốt. Chân chống rung Hi-Fi Stay Soft Jerry là thành viên dòng Soret Device chuyên dùng cho CD Transport, DAC, Music Server, Only, Network Device. Nó có đường kính 50mm và chiều cao có thể thay đổi từ 22-27mm, tải trọng tối đa là 30kg trên chiếc. Nhiệm vụ của model này là kiểm soát rung động tần số khác nhau, ngăn cộng hưởng để đảm bảo âm thanh nguyên bản của thiết bị nguồn. Bằng cách sử dụng kỹ thuật chuyển động của con lắc, nó làm sáng tỏ ranh giới mơ hồ giữa âm thanh và rung động một cách tự nhiên nhất. Chân chống rung Hi-Fi Stay Girotation Swing Medium là một trong 3 model của loại sản phẩm Hi-Fi Stay Girotation Swing được thiết kế dành riêng cho đầu đĩa than. Nó có kích thước 60mm, chiều cao có thể điều chỉnh từ 41 lên đến 55mm và tải trọng tối đa là 12kg mỗi chiếc. Mẫu chân chống rung này có nhiệm vụ giảm chấn bằng cấu trúc 48 giải silicone đối xứng xuyên tâm. Chúng có thể cài đặt được độ căng và điều chỉnh theo số lượng giải silicone. Phía dưới đáy còn có lò xo hình nón và 3 điểm bi gốm hỗ trợ. Thiết kế này cung cấp khả năng cách ly rung động hiệu quả để chiếc đầu đĩa than có thể phát huy hết khả năng tái tạo âm thanh analog ngọt ngào. Hi-Fi Stay Hardborn Chinia là chân chống rung được áp dụng định luật chuyển động của Newton, bên cạnh đó là dao động giảm sóc và chuyển động theo nguyên lý con lắc hình cầu, tất cả tạo nên cho nó khả năng kiểm soát và loại bỏ rung động cực tốt cho những thiết bị CD Transport, DAC, Music Server, Only, Network Device. Chiều cao của chân chống rung này có thể điều chỉnh từ 40 lên 40,3mm với những đường khắc laser rõ ràng để người dùng điều chỉnh được chính xác. Mỗi chiếc chân chống rung này có thể tải được 30kg. Chân chống rung Hi-Fi Stay Stera Double Swing sở hữu hai kích cỡ là 55mm với tải trọng tối đa là 20kg mỗi chiếc và 60mm có tải trọng tối đa là 30kg mỗi chiếc. Chúng được sản xuất để sử dụng cho loa cột, âm ly và kệ audio. Nhà sản xuất đã sử dụng thép không gỉ để chế tạo loại chân chống rung này và có cấu trúc kim tự tháp, đảm bảo đạt được tải trọng tối đa và mang lại sự ổn định tuyệt vời. 3 lớp cấp độ cấu trúc điều khiển kép làm suy giảm dao động một cách tự nhiên và các lớp bi gốm chuyển động linh hoạt. Mẫu chân chống rung Hi-Fi Stay Stera Double Swing rất linh hoạt trong mọi hoàn cảnh sử dụng.